Dòng Galaxy Tab của Samsung đã có rất là nhiều cải thiện trong thời gian trở lại đây và gần như đây là sự lựa chọn hợp lý nhất nếu như bạn đang sử dụng điện thoại của Samsung và có ý định muốn mua tablet. Và để mà làm rõ hơn về những trải nghiệm của những dòng Galaxy Tab S9 series mang lại thì mình có một số gợi ý nhé. Một là các bạn có thể xem lại video về hệ sinh thái của Samsung hay là video mà mình đánh giá về Galaxy Tab của Samsung. Hoặc là ở đây mình đang có những dòng máy Galaxy Tab S9 series. Từng chiếc máy này chúng đem lại những cái trải nghiệm nó rất là khác nhau và mỗi chiếc máy thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về những cái trải nghiệm của nó mang lại nhé. Đối với cả tablet thì mình sẽ chia ra làm hai nhu cầu chính, đó là sáng tạo nội dung và tiêu thụ nội dung. Thì tùy vào kích thước lớn nhỏ khác nhau mà tỷ lệ của hai nhu cầu này nó cũng sẽ rất là khác nhau. Rồi, bắt đầu với cả Galaxy Tab S9 đi. Đây là chiếc tablet nhỏ gọn nhất và theo mình thì Galaxy Tab S9 sẽ phù hợp nhất với những công việc liên quan đến tiêu thụ nội dung. Mình tạm chia theo tỷ lệ là 80 20. Thì với mình, nếu như mà sử dụng Galaxy Tab S9 ấy thì 80% thời gian là chủ yếu để mà cầm lên tiêu thụ nội dung như là xem phim hay là đọc báo. Còn 20% còn lại thì mới là sáng tạo nội dung như là học tập viết vẽ bằng cây bút S Pen hay là làm việc với cả Samsung Dex. Mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều bạn chọn nhầm chiếc Tab S9 này và nghĩ rằng là nó sẽ đáp ứng rất là tốt cho nhu cầu công việc. Nhưng mà theo mình thì điều này nó cũng chưa hẳn. Lý do là nếu như mà bạn chưa trải nghiệm và chỉ nhìn thông số màn hình là 11 inch thôi ấy, thì mình tin rằng là nhiều bạn sẽ nghĩ là hm, nó cũng lớn đấy chứ. Làm việc trên màn hình 11 inch chắc là cũng ổn nhỉ? Tuy nhiên, 11 inch nó chỉ là kích thước đường chéo, còn cái tượng trưng sát nhất về độ lớn của màn hình nó phải là diện tích cùng là 11 inch nhưng mà tỷ lệ 16 chia 10 như là chiếc Galaxy Tab 9 này nó lại có diện tích nhỏ hơn khá là nhiều so với chiếc iPad Pro 11 inch nhưng mà lại có tỷ lệ là 4 chia 3. Nên là nếu như mà đang dùng iPad Pro 11 inch để mà làm việc ấy mà bạn cảm thấy rất là thoải mái mà chuyển qua chiếc Galaxy Tab 9 này tự nhiên cảm thấy rằng là nó bé bé sao sao ấy thì cũng là một chuyện rất là bình thường thôi. Ví dụ như là ở đây thì mình đang làm việc ở trên Samsung Internet thì riêng một đoạn không gian ở trên là đã phải dành cho thanh công cụ, một đoạn ở dưới là dành cho thanh đốc nên là không gian ở giữa nó còn mấy đâu nên là nếu như mà cho mình viết nội dung ở trên chiếc Galaxy Tab 9 này thì trải nghiệm nó không được quá là thoải mái mà thực tế là mình cũng chẳng dùng được quá lâu. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà không làm việc nữa và cầm lên thì ô, oh, mọi thứ lại rất là hợp lý. Bạn cầm lên để mà xem phim nó cũng sẽ dễ hơn hay là cầm lên để mà đọc báo nó cũng không bị quá là to, thậm chí là cầm bằng một tay cũng được nha. Hay là cầm lên để mà đọc sách, rồi dùng bút S Pen để mà take note thì cũng được luôn. Tiện nói luôn cái bút S Pen thì nếu như mà dùng để take note ở trên chiếc Galaxy Tab 9 này và để thêm thắt một vài chi tiết cơ bản thì mình thấy rất là rất là vô tư. Nói chung thì tỷ lệ 80% cho tiêu thụ nội dung và 20% cho sáng tạo nội dung là do mình chia thôi. Mà 20% đấy còn là do mình là một đứa đã rất là quen làm việc ở trên máy tính bảng rồi nhá. Chứ còn đối với cả rất là nhiều người thì có thể tỷ lệ này là 90 10 hoặc thậm chí là có rất là nhiều người dùng chỉ một tablet để mà đọc báo, đọc sách, chơi game đúng không ạ? Thì nên chọn Galaxy Tab S9 nha. Hoặc là nếu như mà muốn kinh tế hơn thì bạn có thể là nghĩa qua chiếc Galaxy Tab S9 FE. Nó bị cắt giảm đi màn hình, cắt giảm đi vi xử lý nhưng mà giá cũng giảm lên đến là gần 10 triệu. Và nếu như mà các bạn quan tâm và muốn mua những dòng Galaxy Tab S9 Series thì có thể tham khảo chuỗi đại lý ủy quyền của Samsung là Samsung Center nhé. Ở Samsung Center thì các bạn sẽ có một cái nhìn chân thực nhất về những dòng sản phẩm bởi vì các bạn sẽ được trải nghiệm tận tay thực tế trước khi đưa ra quyết định đi mua hàng. Và hiện tại nếu như mà bạn đi mua tại Samsung Center thì Galaxy Tab S9 đã được giảm giá lên đến là 8 triệu, có một giá chỉ từ là 13 triệu 590 000 đồng mà thôi. Đi kèm vào đó là các bạn sẽ được tặng gói bảo hành Samsung Care Plus 6 tháng hay là trả góp 0%. Chưa hết nhé, từ ngày mùng 5 tháng 1 cho đến ngày mùng 8 tháng 1 thì Samsung Center còn có chương trình khuyến mã hot sale giảm giá lên đến là 2 triệu, giá tốt nhất thị trường diễn ra trong vòng 4 ngày và mọi thông tin chi tiết thì mình sẽ để dưới phần mô tả để mà cho bạn tham khảo, kỹ hơn nhá. Rồi, chuyển qua chiếc Galaxy Tab S9 Plus. Thì ở đây là phiên bản vừa có thể đáp ứng được vừa đủ cho trải nghiệm tiêu thụ nội dung mà lại vừa đủ lớn để mà có thể làm việc. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn hỏi rằng là đâu là chiếc Galaxy Tab đáng mua nhất thì câu trả lời của mình sẽ là chiếc Galaxy Tab S9 Plus này. Lý do thì mình sẽ nhảy cóc một chút lên chiếc Galaxy Tab S9 Ultra nhé Rồi lát nữa mình sẽ quay lại sau Chiếc Galaxy Tab S9 Ultra nó có kích thước nhảy một phát lên đến là 14.6 inch Nó tạo nên một trải nghiệm là hoàn toàn khác biệt so với cả S9 và S9 Plus Kích thước của nó còn lớn hơn so với cả đa số những dòng laptop Windows 13, 14 inch cơ mà Cầm lên tay thì các bạn sẽ thấy rằng là nó kỳ kỳ đóng sao ấy Và định hướng của Samsung là rất rõ ràng đó là biến Galaxy Tab S9 Ultra thành một thiết bị chuyên để mà làm việc hay là chuyên để sáng tạo nội dung kiểu mới. Tuy nhiên, phần cứng nó sẽ chỉ tốt khi mà có phần mềm để mà tận dụng phần cứng đó. thì trong trường hợp này phần mềm ở trên Android Tablet nó lại chưa đủ nhiều để mà đáp ứng được những trải nghiệm của màn hình lớn. thực ra thì vẫn có một số những công việc đặc thù có thể tận dụng được màn hình lớn hơn này. ví dụ như là vẽ thì có Clip Studio Paint hay là edit video thì có Lumafusion. nhưng mà những phần mềm này nó sẽ chỉ phục vụ một nhóm rất là nhỏ người dùng lại còn phải trả phí nữa. nên là chắc chắn đây không phải là chiếc máy dành cho số đông người dùng rồi. còn nếu như mà làm việc thông thường đa nhiệm multitasking cơ bản ấy thì tội gì mà dùng Galaxy Tab S9 Ultra đúng không ạ? Dùng luôn Book đi cho nó gọn gàng hơn mà làm việc ở trên laptop thì nó cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều rồi. Nói chung thì mình nghĩ rằng là đây chưa phải thời điểm cho những chiếc tablet mà có màn hình kích thước lớn mà lớn ở đây là vượt quá 13 inch ấy. Có thể là 3 4 năm nữa khi mà phần mềm nó nhiều hơn, rồi trải nghiệm One UI hay là những hệ điều hành Android base nó hỗ trợ đa nhiệm ngon hơn, vuốt chạm sướng hơn phê hơn và phải đến một cái lúc nào đó thì làm việc nó phải ngon hơn so với cả những chiếc laptop thông thường ấy thì lúc đó những cái chiếc tablet mà có màn hình lớn lên đến 14.6 inch như vậy nó mới có cửa để mà được số đông người dùng chấp nhận. Còn bây giờ thì mình thấy rằng là khó đấy. Chưa kể là giá của Galaxy Tab S9 Ultra nó cũng lên đến là 30 triệu nữa, cao hơn gần chục triệu so với cả Tab S9 Plus rồi. Nên là quay trở lại, Galaxy Tab S9 Plus là chiếc tablet đáng mua nhất cho cả nhu cầu giải trí, làm việc và cả học tập nó cũng sẽ rất là phù hợp luôn. Ví dụ như là MS9 Ultra nhé Nó to quá, nó bằng luôn so với khổ giấy A4 Mà khi viết hay là khi mà học ấy Thì có ai viết thẳng ở trên khổ giấy A4 đâu Nó hơi to Còn em Tab S9 Plus này nó sẽ vừa hơn Hay là làm việc ở trên nền tảng web Thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ đủ to Đủ thoải mái để mà tương tác này Và nó cũng sẽ hiển thị được nhiều không gian hơn So với cả chiếc Galaxy Tab S9 Và nó cũng đủ nhẹ để mà cầm lên tay nhé Nó đúng chất của một chiếc tablet là tính di động Chứ không phải là một cỗ máy để mà làm việc Như là chiếc Tab S9 Ultra rồi cuối cùng thì mình vẫn muốn nói qua một chút về dòng Galaxy Tab S9 Ultra Chê thì cũng khá là nhiều rồi Nhưng mà ngược lại thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những ưu điểm Ví dụ như là cái màn hình lớn 14.6 inch này Thì nó còn có thể tận dụng được như là một cái màn hình thứ hai với cả laptop Windows nữa nha Màn hình của rất là nhiều những bộ laptop Windows là 16.9 inch Và chuyển qua Galaxy Tab S9 Ultra cũng là 16.9 inch Nên là trải nghiệm của nó cũng khá là tương đồng với nhau Độ chế nó gần như là không đáng kể và kéo thả qua lại giữa các cửa sổ là nó cũng rất là nhanh. Trước đây thì tính năng dùng tablet như là cái màn hình thứ hai nó khá là lag tuy nhiên thì Microsoft bây giờ đã hỗ trợ tính năng này mặc định ở trong Windows rồi nên là trải nghiệm là hoàn toàn ổn và rất là đáng dụng nhé độ trễ của nó bây giờ đã đủ thấp để mà cho các bạn có thể là kéo thả qua lại giữa các cửa sổ với nhau một cách khá là thoải mái rồi còn nếu như mà dùng đơn thuần như là một chiếc tablet thì như lúc nãy mình đã nói rồi đây là một chiếc máy mà chỉ phù hợp để mà đặt xuống bàn và tương tác hơn là cầm lên tay để mà quan sát rồi và đó là những chia sẻ của mình về những dòng Galaxy Tab S 9 Series của Samsung câu chuyện ở đây ấy là trước khi chọn đúng thì các bạn đừng có mua nhầm nha. À, rồi, hi vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích và nếu như bạn muốn mua hay là muốn tham khảo hay là muốn trải nghiệm thực tế trên tay thì có thể là ghé qua chuỗi đại lý uy quyền của Samsung là Sam Center nhé. Mọi thông tin chi tiết về mức giá mới nhất thì mình sẽ để dưới phần mô tả để mà cho bạn tham khảo kỹ hơn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.